có buồn. Nếu anh để lại cây viết dòng thư cuối sau bừng màn, nghe tiếng đàn cất lên trong không gian thật yên lặng và khiến anh ngỡ ngàng. Chờ dòng chữ ấy đã phai nhanh vì mắt ướt nhẹ. Giờ em không thấy gió anh để lại yêu thương gói trong khung nhà. Anh viết tặng nhưng em đã quên. Là gió thì gió cứ bay về trời, chỉ cần đến nơi bình yên nhẹ nhàng cùng với những áng mây bay xa xôi. Tình yêu mà chỉ có nói bằng lời, nói suốt đời sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi. Trong một hôm nay có ngần ngại, có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi. Chào người đi hướng nước hoa thơ mùi gì lên giữa chúng ta. Em trao anh con tim xưa anh trao cho em. Chẳng thể nào.